Xin chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì Duy Giang và Lê Kha đang có mặt tại dự án Westgate anh chị khách hàng nhé. Và vị trí của Giang đang đứng đây là phía của lốc A dự án Westgate. Thì bây giờ trước khi mà anh chị khách hàng tìm hiểu dự án này á, thì Giang với Lê Kha sẽ cập nhật lại một lần thông tin chi tiết về dự án Westgate cho anh chị khách hàng cùng tìm hiểu qua anh chị khách hàng nhé. Kính thưa quý anh chị khách hàng, thì dự án Westgate là một dự án căn hộ và thương mại được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019 và trải qua hơn 3 năm xây dựng á. Mặc dù có những cái giai đoạn gặp rất là khó khăn do Covid-19, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì dự án của chúng ta cũng đã sắp đi vào bàn giao rồi. Tổng dự án Westgate của chúng ta sẽ bao gồm 4 block căn hộ anh chị nha, với khoảng gần 2.000 căn. Trong đó thì các cái block sẽ được đặt tên theo các cái con sông nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là Loch Dnieper nè, Loch Sen, Loch Thames. Và mỗi lốc căn hộ như vậy thì sẽ bao gồm 20 tầng cao, với đa dạng những cái loại hình sản phẩm, như là ngoài căn hộ từ 2 tới 3 phòng ngủ ra thì dự án Westgate còn có những căn hộ sân vườn, căn hộ villa hoặc là shop house nữa. Thì bên cạnh đó, dự án Westgate còn là một dự án căn hộ mà được đầu tư cái tiện ích nội khu cao cấp nhất của khu Tây. Phải kể đến như là chỗ hồ bơi liên hoàn 1.500m² bên trong nội khu dự án, hoặc là sân tennis ở tầng 3 của lốc C, hoặc là khu golf giả lập ở bên trong nội khu. Và đặc biệt á, là toàn bộ khối đế của dự án quay ra phía mặt ngoài, nó sẽ là những cái căn shop house, đảm bảo cho quý cư dân của chúng ta sau này khi về ở thì sẽ có một cái lượng tiện ích dịch vụ sẵn có để mà mình có thể ổn định cuộc sống. Rồi, ngoài những thông tin về dự án Westgate thì bây giờ Kha sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng về tiến độ thực tế tại dự án Westgate đang trong giai đoạn nào và hiện đang xây dựng tới đâu anh chị khách hàng nhé. Đây chắc chắn là một cái thông tin mà những anh chị đã đầu tư tại dự án hết sức quan tâm ha. Thì bây giờ Khai xin cập nhật tiến độ cụ thể của từng block cho quý nhà đầu tư cùng biết. Thì lốc A của chúng ta hiện tại đã hoàn thiện mặt ngoài xong và bây giờ là đang hoàn thiện bên trong căn hộ đến tầng 14. Đối với lốc B thì hiện tại cũng đã hoàn thiện xong phần mặt ngoài và đang hoàn thiện bên trong căn hộ đến tầng 10. Lốc C của chúng ta, lốc Thames, thì đã và đang hoàn thiện mặt ngoài cũng như là cái phần tiện ích ở xung quanh của lốc C, vì lốc C là một trong những block mà có cái lượng tiện ích nó khá là nhiều. Và lốc D thì cũng đã và đang hoàn thiện cái phần mặt ngoài cũng như là hoàn thiện cuốn chiếu cái phần bên trong căn hộ. Với tiến độ này thì thời gian bàn giao của các tháp như thế nào Kha? Theo dự kiến thì các tháp sẽ được bàn giao lần lượt. Với lốc A, B thì mình sẽ bàn giao vào khoảng tháng 4 ạ. Lốc D thì chúng ta sẽ bàn giao trong khoảng tháng 5 và tháng 6. Còn lốc C thì sẽ là lốc cuối cùng chúng ta sẽ bàn giao trong quý 3. Vâng, chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì những anh chị cư dân đầu tiên sẽ được dọn về ngay chính căn hộ của mình để sở hữu và trải nghiệm không gian sống tuyệt vời ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh này. Một cái nơi an cư vô cùng là lý tưởng luôn. Thì theo Kha thì những cái anh chị mà trước đây chưa sở hữu căn hộ tại Westgate và đã tìm hiểu thời gian dài, có nên mua căn hộ trong giai đoạn chưa bàn giao hay không, hay là đợi lúc bàn giao mới mua? Thật ra thì mỗi thời điểm mà anh chị mua nó đều có những cái điểm lợi khác nhau. Tính tới thời điểm hiện tại khi mà dự án đã lên tiến độ như thế này thì Kha nghĩ là cũng không còn một cái rủi ro nào về mặt xây dựng để anh chị phải lo ngại nữa. Cho nên cái việc mà anh chị quyết định mua vào thời điểm này là hết sức hợp lý rồi. Và thêm một điểm cộng thứ hai nữa là dự án của chúng ta hiện tại vẫn đang được chủ tư hỗ trợ giỏ hàng trực tiếp cũng như là những cái chính sách về phía ngân hàng. Cho nên đây là một cái ưu điểm dành cho những khách hàng mà có cái nguồn tài chính nó chưa có quá là mạnh hoặc là chưa đủ 100%, thì chúng ta có thể mua trực tiếp những căn từ chủ tư và huy động một phần vốn từ phía ngân hàng. Anh chị yên tâm là chủ tư cũng sẽ có những cái ưu đãi dành riêng cho khách hàng vay ngân hàng để giảm cái mức lãi suất xuống tối thiểu để tối đa hóa cái phần mà lợi ích của mình khi mà mua căn hộ. Tuy nhiên đối với những anh chị mà có tài chính đã rất là ổn định và rất là mạnh rồi thì chúng ta có thể đợi sau khi bàn giao xong thì anh chị mua, thì lúc đó mình cũng không có cần phải tốn thời gian chờ đợi nữa mà chúng ta có thể dọn vào ở ngay. Và cái ưu điểm thứ hai là thời điểm đó là những cái tiện ích bên trong dự án cũng như là đơn vị quản lý vận hành đã đi vào hoạt động rồi, cho nên là anh chị có thể tận hưởng cuộc sống với một cái chất lượng nó cao nhất. Vâng, thật sự là tuyệt vời anh chị khách hàng ạ. Mua giai đoạn này cũng tốt và mua lúc bàn giao nhà cũng tốt, với nhiều chính sách từ phía chủ đầu tư vô cùng là hấp dẫn luôn. Và có một số khách hàng sẽ hỏi anh như vậy nè Kha. Thì nếu anh chị khách hàng không muốn mua mà anh chị muốn ở trải nghiệm thử thì được không em? Dạ,
đối với xu thế ở hiện nay thì Kha nghĩ đây là một cái quyết định nó hết sức là sáng suốt và hợp lý dành cho những các anh chị khách hàng mà đã có cái nguồn tài chính mạnh rồi. Tại sao anh chị có tài chính mạnh rồi nhưng mà lại không quyết định mua luôn mà phải ở thử? Tại vì hiện tại thì anh chị có quyền trải nghiệm một thời gian để chúng ta nắm bắt xem được là thứ nhất là tiện ích của dự án có tốt không. Cái thứ hai là cái chất lượng căn hộ mà chính chúng ta đang mua nó có đảm bảo không và nó có được duy trì lâu dài không. Và cái thứ ba là đơn vị quản lý vận hành của dự án có đáp ứng đầy đủ mọi cái yêu cầu dịch vụ của anh chị hay không, có giúp cho anh chị có một cái cuộc sống nó trọn vẹn hay không. Thì đó là những lý do mà anh chị có thể quyết định chọn một căn hộ chúng ta có thể thuê để ở thử trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Và anh chị yên tâm cái phần thuê đó thì Kha và anh Giang sẽ hỗ trợ anh chị tối đa để chúng ta có thể chọn một căn hộ và ở thử, thuê thử trong vòng 6 tháng đến 1 năm để chúng ta kiểm chứng thêm cái chất lượng của dự án như thế nào. Vâng, thì trước đây Giang và Lê Kha đã từng bán nhiều dự án của chủ đầu tư An Gia rồi. Và những cư dân họ sở hữu sản phẩm An Gia họ rất là hài lòng. Và những người họ mua lại họ cũng rất là ok với cái sản phẩm của chủ đầu tư An Gia phát triển và xây dựng. Thì nếu anh chị khách hàng nào còn băn khoăn lo ngại thì cứ ở thử 6 đến 12 tháng. Sau đó mình quyết định mình chọn mua. Nhưng mà chúng ta mua trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ được một cái giá cực kỳ là tốt và cực kỳ là hời luôn. Còn nếu anh chị khách hàng nào nhanh tay thì hãy sở hữu ngay căn hộ trong hôm nay. Ngoài ra thì Giang và Lê Kha đang hỗ trợ những anh chị khách hàng đã đầu tư căn hộ tại dự án Westgate, muốn bán lại, muốn cho thuê lại thì vui lòng liên hệ với bên phía của Giang qua số điện thoại 0916 470 880. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate trong thời gian sớm nhất anh chị khách hàng nhé. Rồi xin chào anh chị khách hàng.